Cùng với toàn tỉnh, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã và đang được các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp khu vực khu công nghiệp Việt Nam Singapore tích cực hưởng ứng và lan tỏa rộng khắp. Qua đó phát huy được tiềm năng lao động sáng tạo của công nhân lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định. Công đoàn khu công nghiệp Việt Nam Singapore vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng 90 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là đoàn viên người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Apparel Far Eastern. Đây là một trong những đơn vị có nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua thời gian qua. Thông qua những giải pháp quản trị, cải tiến kỹ thuật mang tính ứng dụng thực tiễn cao, từ nghiên cứu, đề xuất của người lao động đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Hàng tháng công ty có đều có triển khai cái chương trình gọi là chương trình đề án cải thiện của nhà máy, thì những bạn mà có sáng kiến thì chúng ta cứ gửi nộp những cái ý tưởng của mình ra, rồi sẽ có cái ban chuyên án xét duyệt để đi đến tận nơi cái đơn vị mình đã đưa đề án ra để mình kiểm chứng coi là cái mô hình của mình đưa ra có tính khả thi hay không. Sau khi đánh giá xong thì ban xét duyệt sẽ xét duyệt những đề án có tính khả thi và tiến hành là trao giải. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore phát động xuyên suốt đến từng doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm phát hiện và khai thác các tiềm năng sáng tạo của công nhân lao động, áp dụng có hiệu quả các giải pháp tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu cho ý chí vươn lên của lực lượng công nhân lao động. Nhiều đề tài sáng kiến với các giải pháp tối ưu, hợp lý hóa được áp dụng đã nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu. Ban lãnh đạo cùng các cấp quản lý thì luôn luôn là cổ vũ và ủng hộ cho bọn em này cải tiến mỗi ngày. Ví dụ cải tiến nhỏ hay cải tiến lớn thì cũng đều được ghi nhận hết, cũng được ban giám đốc là khen ngợi. Ngày kia thì bọn em cũng có rất là nhiều động lực trong công việc để tìm tòi những cái sáng kiến tốt hơn. Các cái đợt phát động phong trào qua hàng năm chúng tôi đều có đánh giá và phân loại các sáng kiến mang lại lợi ích như thế nào, và các sáng kiến ưu tú thì cũng đã có những trong cái hội nghị điển hình tiên tiến cũng nêu lên để nêu gương cho các cái điển hình tiên tiến khác cũng như các công nhân lao động khác mà chưa tiếp cận các sáng kiến cải tiến lao động. Điều đó đã làm cho các công nhân lao động thực hiện sáng kiến thì ta thấy là cái sự tự hào khi những sáng kiến người ta được ban đối công ty ghi nhận. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động khu công nghiệp Việt Nam Singapore đang được tiếp tục đẩy mạnh triển khai rộng khắp, gắn với việc động viên và hỗ trợ công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, cải thiện hiệu suất lao động, mang lại nhiều giá trị, lợi ích thiết thực.